Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với XT Mobile. Ngày hôm nay thì mình đang có ở đây chiếc iPhone 12 và đây là chiếc iPhone 12 series cuối cùng vẫn còn bán chính hãng, vẫn còn được Apple sản xuất và bán chính hãng. Và dĩ nhiên thì ở XT Mobile các bạn hoàn toàn có thể mua được cái chiếc điện thoại này, kể cả là hàng đã qua sử dụng cũng như là hàng mới chính hãng B&A, với một cái mức giá mình có thể nói là trong thời điểm hiện tại đã rất là ok để chúng ta có thể sở hữu rồi. Và dĩ nhiên thì đường link mua hàng mình vẫn sẽ để ở phần mô tả của video, để cho những bạn nào các bạn có ý định chúng ta muốn mua một chiếc iPhone mới thì các bạn có thể là lưu tâm và chúng ta xem xét xem là có nên mua chiếc iPhone 12 này không. Và cũng như là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn rằng nếu mà chúng ta lựa chọn chiếc iPhone 12 này thay vì là chúng ta mua những chiếc như iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 13 thì iPhone 12 này nó có những điểm gì mạnh, những điểm gì khác biệt mà các bạn nên lựa chọn, thì trong video này mình sẽ cùng nhau giải đáp. Rồi đầu tiên mà có thể nói là thứ mà các bạn có thể thấy là rất là quen thuộc ở trên chiếc iPhone 12 này mà chúng ta đều sẽ thấy ở trên chiếc iPhone 11 này, iPhone 13 hay thậm chí là iPhone 14 luôn, đó chính là cái phần thiết kế của nó. Các bạn sẽ có một cái thiết kế có thể nói là rất là đẹp mắt, dù có thể nói đây là phiên bản có thể nói là dễ tiếp cận nhất ở với những cái chiếc như là iPhone 12 series, iPhone 13 series, iPhone 14 gì đó, thì iPhone 12 có một cái mức giá dễ chịu hơn và nó vẫn còn hàng mới chính hãng, cho nên là đây là một cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ rằng các bạn nếu mà muốn mua hàng mới chính hãng thì nó sẽ là chiếc điện thoại dễ dàng để chúng ta có thể tiếp cận nhất, mà vẫn có một thiết kế rất là thời thượng, vẫn có một cái thiết kế đi theo xu hướng cho đến cái những cái chiếc iPhone 14 hiện tại luôn. Đó là một cái thiết kế có thể nói là phẳng. Đây là một cái thiết kế giúp cho các bạn có một cái chiếc điện thoại được làm bằng khung viền nhôm và mặt trước và mặt sau đều là bằng kính, giống như là những chiếc iPhone 12 hay là 14 sau này luôn. Và dĩ nhiên mặt kính phía sau sẽ là mặt kính bóng, nó sẽ là một cái điểm gì đó khác biệt so với lại những chiếc thuộc dòng Pro hay là Pro Max. Và đây sẽ là một trong những thứ mà khiến cho các bạn sẽ rất là thích ở trên cái chiếc iPhone 12 này, đó chính là cái về phần màu sắc của nó. Nó có rất nhiều những màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Đây là một trong những cái điểm mạnh giúp cho chiếc iPhone 12, 13 hay 14 hay là chiếc iPhone 11 tách biệt ra hoàn toàn so với những chiếc iPhone khác. Các bạn sẽ có những cái màu lựa chọn như màu xanh ở đây, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu xanh min chẳng hạn, rất là nhiều, bây giờ kể ra thì không hết đâu. Và một điểm lưu ý mà các bạn có thể thấy được đó chính là phần phía mặt sau này, nó dính dấu vân tay rất là nhiều. Mình đã phải lao sơ qua để có thể là quay video cho các bạn, chứ hồi nãy là nó dính rất là nhiều nha. Ở trên chiếc iPhone 12 này thì các bạn sẽ có bộ 3 camera. Tất nhiên ở phía cạnh sau các bạn chỉ có 2 camera thôi, một camera chính 12 megapixel và một camera góc siêu rộng ultra wide 12 megapixel. Còn ở phía cạnh trước thì các bạn sẽ có một camera selfie cũng 12 megapixel luôn. Và có thể nói camera selfie này sẽ giúp cho các bạn có những cái tấm ảnh selfie khá là ổn. Và nếu mà các bạn muốn có được những cái filter đẹp hơn, những cái kiểu dạng như là thêm thắt này nọ vào cái bức selfie của mình, thì các bạn có thể là tải một cái ứng dụng bên thứ ba nào đó. Bởi vì các bạn cũng biết là từ trước đến giờ iPhone, cái ứng dụng camera của iPhone cũng không có quá nhiều những cái filter hay là những cái thêm thắt vào, mà họ tập trung vào sử dụng cái phần cứng camera để mà có thể cho chúng ta những cái bức ảnh đẹp nhất. Cho nên là các bạn có thể là sử dụng một vài những cái filter để giúp chúng ta có thể là mặc đẹp hơn một tí, up lên mạng xã hội. Còn về phần camera sau thì chúng ta sẽ có một camera chính và một camera góc siêu rộng. Mình đánh giá cao hơn với một cái camera góc siêu rộng này so với lại những cái chiếc điện thoại như là iPhone XS này nọ. Chúng ta có hai camera nhưng mà chỉ có một camera tele chứ không phải là một camera góc rộng. Với một camera góc rộng như thế này, bạn có thể chụp được nhiều thứ hơn, chụp được nhiều phong cảnh hơn nếu mà chúng ta đi du lịch. Còn phần camera nếu mà bạn thích zoom ra zoom vào này nọ thì đã có phần camera chính lo rồi. Cho nên là với hai cái camera này mình nghĩ là nó sẽ khá đủ dùng đối với chúng ta. Dĩ nhiên không thể nào so sánh với việc là chúng ta có ba camera ở trên những dòng Pro sau này, nhưng mà không sao, với hai camera này các bạn vẫn sẽ đủ để chúng ta có thể sử dụng. Và dĩ nhiên hình ảnh mà nó mang lại thì rất tốt rồi, và iPhone 12 có thể nói là trong cái mức giá của nó thì khó có chiếc điện thoại nào có thể sánh vai được với nó về cả phần chụp ảnh cũng như là phần quay video. Mà đã nói phần tính năng quay video thì tính năng quay video ở trên chiếc điện thoại này là một trong những cái chiếc điện thoại quay video rất tốt. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tay để chúng ta cầm cái chiếc điện thoại này khi mà chúng ta quay video, nhất là đối với những các bạn nào mà các bạn là blogger nè, hay là các bạn là youtuber, tiktoker này nọ, thì nếu mà các bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc iPhone và nó phải quay phim đẹp nữa thì
Chiếc điện thoại này sẽ là một cái sản phẩm vừa có một mức giá rất là ổn và vừa quay video rất tốt. Nó có thể quay được video 4K 60fps, đủ để chúng ta có thể sử dụng với những cái video chuyên nghiệp luôn rồi. Nó là về phần camera. Ở phía bên trong thì để mà có thể xử lý được này nọ về phần camera, về phần sức mạnh này nọ, thì dĩ nhiên iPhone 12 các bạn cũng phải có một cái vi xử lý mạnh. Và thứ mà mình đang nói ở đây đó chính là Apple A14 Bionic. Có thể nói là hiện tại chúng ta đã có Apple A16 Bionic rồi, nhưng mà Apple A14 Bionic với những cái tối ưu tốt của iOS thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta có thể sử dụng nó trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa mà không có một cái tình trạng giật lag nào. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta đang chơi game mà bị giật lag thì rất có thể là đó là do mạng của các bạn chứ không phải là do điện thoại. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi những cái tựa game quá nặng như là Genshin Impact đi, thì nếu mà các bạn không có một cái mức cấu hình mà chúng ta setting ổn với cái chiếc điện thoại này thì có thể là nó sẽ xảy ra giật lag đó. Nhưng mà với những cái tác vụ nhẹ hơn, những cái tựa game nhẹ hơn hay là trong những cái tác vụ thông thường thì các bạn không thể nào thấy được cái việc là chúng ta bị delay hay là bị lag gì cả. Thật sự thì mình rất là ít khi mà gặp những cái tình trạng bị lag hay bị delay. Thậm chí ở nhà mình đang có một chiếc iPhone 3GS mà hiện tại khi mà mình sử dụng lại đó thì mình vẫn thấy được nó rất là mượt, không có tình trạng bị lag nữa. Đây là một trong những cái điểm mạnh nhất mà Apple họ đã dành đến cho những chiếc iPhone của mình. Về phần màn hình phía trước thì đây cũng là một trong những điểm có sự khác biệt so với lại iPhone 11 tiền nhiệm trước nó của nó, và cũng là bước đầu tiên bắt đầu với cái việc là chúng ta có một cái chiếc iPhone 13, 14 hay là 12 rất là đẹp mắt về phần màn hình. Màn hình ở đây chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình 6.1 inch giống như là chiếc iPhone 11, nhưng các bạn có thể để ý là cái phần viền của chúng ta đã được làm hẹp lại, đã được làm nhỏ gọn lại rất nhiều so với iPhone 11. Nếu mà các bạn có từng thấy qua hoặc là các bạn đã từng sử dụng qua iPhone XR hoặc là iPhone 11 thì các bạn có thể thấy là cái phần viền xung quanh cái viền đen á nó rất dày và nhìn vào thì nó rất là mất cảm tình. Ngoài ra thì thêm một điểm nữa là trên chiếc iPhone 12 các bạn sẽ sử dụng tấm nền là Super Retina XDR OLED và độ phân giải là Full HD cộng. Nghe quen không? Đúng rồi, đó chính là cái thông số màn hình của chiếc iPhone 12 Pro hay là 12 Pro Max luôn. Đó, cho nên là nếu mà các bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại giống như chiếc iPhone 11 đi, nhưng mà nó phải có màn hình đẹp đi, thì iPhone 12 là một sự lựa chọn rất tuyệt vời trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì màn hình của nó sexy hơn nè, viền mỏng hơn nè, sử dụng một tấm nền ngon hơn và độ phân giải Full HD cộng, thì thật sự nó gần như y chang với những chiếc điện thoại thuộc dòng Pro hay là những chiếc điện thoại sau này. Có chăng thì nó không có ProMotion 120Hz, nhưng mà iPhone 13 hay iPhone 14 cũng không có, thì làm sao iPhone 12 có được. Đây là một cái chiếc điện thoại có thể nói là phiên bản hoàn thiện nhất của iPhone 11. Rồi, cuối cùng là về phần dung lượng pin. Tất nhiên, thứ mà giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó cả ngày đó chính là phần dung lượng pin. Thì pin ở trên chiếc điện thoại này sẽ đâu đó khoảng tầm hơn 2800mAh. Nếu mà các bạn có mua cái phiên bản đã sử dụng rồi thì chúng ta có thể là check xem là cái phần trăm pin chúng ta còn bao nhiêu. Khoảng 90%+ là sẽ rất ổn để các bạn có thể sử dụng trong cả một ngày. Và dĩ nhiên thì với những cái tối ưu hóa mà iOS đã dành lên cho những chiếc iPhone thì có thể nói là dung lượng pin này sẽ là một dung lượng pin để đủ chúng ta có thể sử dụng trong cả một ngày. Và đó là những gì mà mình có thể nói về chiếc iPhone 12 này. Vậy thì các bạn có lựa chọn chiếc iPhone 12 trong cái thời điểm hiện tại hay không? Và nếu mà các bạn mua thì các bạn sẽ mua phiên bản đã qua sử dụng hay là phiên bản chính hãng VNA đây? Và nếu mà các bạn muốn tìm chiếc iPhone 12 cả hai phiên bản này thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Hiện tại XT Mobile đang có cái chiếc iPhone 12 này với một cái mức giá rất là dễ chịu để mà chúng ta có thể sở hữu. Mình sẽ để đường link mua hàng ở phía bên dưới để các bạn có thể vào đó và xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau. Bye bye!